truyện ngắn Hồ Điệp Mộng, tác giả Yudin Nguyễn. Cuối cùng, Trí Thành đã lại yêu một người con gái khác. Với tư cách là bạn gái cũ của anh, Hân không biết mình nên buồn hay vui. Hân ngồi trong góc khuất của quán cà phê Eden, nghiêng đầu và chống cằm dõi ánh nhìn về phía Trí Thành ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, đang thảnh thơi ngắm đất trời trong thời khắc vào xuân. Gió chiều mơn man trên từng nhánh mai đào, ánh mắt anh đang trầm lặng, bỗng sáng lên khi trông thấy cô gái trẻ ấy đi lướt qua bên ngoài khung cửa. Tim của Hân nhói nhẹ một chút, mũi kim của con quỷ xanh ghen tuông vừa đâm vào. Ánh mắt đó của anh đầy ấm áp và say đắm như những ngày đầu tiên anh và Hân mới yêu nhau. Thật lạ, trước khi rời xa anh, Hân đã nói những lời thật tâm rằng cô mong sẽ có một người con gái nào khác thay thế cô yêu anh thật nhiều và anh cũng sẽ hạnh phúc bên người đó. Vậy mà giờ đây, cô lại cảm thấy có chút thất vọng, chút bơ vơ, trống trải và tổn thương. 3 năm để quên đi một mối tình mà họ từng thề nguyền khắc cốt ghi tâm, liệu có quá nhanh không? Trong suốt 3 năm qua, cũng có đôi lần Hân nhìn thấy vài cô gái chủ động bật tín hiệu với anh. Cũng có mấy lần nghe thấy bạn thân khuyên anh quên cô đi và làm lại từ đầu, nhưng anh đều không để tâm, ngày đêm miệt mài bên bàn làm việc để bản thân không có thời gian nghĩ đến chuyện khác. Sự cố chấp của anh khiến cô khẽ thở dài, nhưng tận sâu trong đáy lòng, cô cảm thấy nhẹ vui, vì trong lòng anh vẫn còn có cô. Nhưng lần này thì khác, Trí Thành đã yêu trở lại, và yêu thật sự. Hân chăm chú ngắm nhìn từng đường nét của cô gái đó. Cô ấy độ khoảng 20, trẻ hơn cô và anh chừng 4-5 tuổi. Hai gò má căng đầy nét thanh tân, chiếc răng khểm duyên dáng ở khóe miệng phải, đôi mắt một mí luôn nhắm tít lại mỗi khi cười, khiến cô ấy trông hết sức hiền lành, trẻ con và đáng yêu. Hân ở bên cạnh Trí Thành đã nhiều năm, cô hiểu rõ đây là mẫu con gái mà anh ưa thích. Hân thua rồi, Hân có phần kín đáo, già dặn hơn, không chỉ về tuổi tác mà còn sự ưu tư hiện rõ trong đôi mắt. Người ta hay bảo Hân khi không cười thì khuôn mặt lại toát lên nét u buồn rất liêu trai. Vậy thì sao? Nét u uẩn liêu trai của cô làm sao sánh được với vẻ mộc mạc tươi tắn của cô gái ấy? Tuổi trẻ đã một lần nữa chứng minh ưu thế của mình. Hân nghe loáng thoáng Trí Thành nói với cô ta, cái gì mà hôm qua đi chơi với em, về đến nhà anh vui đến nỗi không ngủ được. Rồi thì những lúc em ngoan ngoãn như thế này trông thật đáng yêu, còn bình thường em rất tinh quái và đáng ghét, chỉ toàn hành hạ anh thôi. Lòng của Hân lại chùng xuống, những giọt buồn khe khẽ rơi. Cô biết mình không có tư cách gì để buồn, giận hay trách móc nữa. Nhưng khi nghe người mình yêu thương nói những lời đường mật với người con gái khác, những lời tưởng đâu chỉ dành riêng cho mỗi một mình cô, khiến cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng. Hân cứ ngồi đó vô thần, cho đến lúc bọn họ đứng dậy và rời khỏi bàn, Hân mới sực tỉnh. Không kìm được bản thân, cô cứ như bị lực hút của nam châm ám vào người, cứ thế âm thầm theo sau họ. Mới tầm 6 giờ chiều, nhưng trời đã chập choạng tối. Dù biết rằng chẳng có lý do gì khiến mình bị phát hiện, Hân vẫn lặng lẽ giữ một khoảng cách nhất định đối với họ. Trí Thành cùng với cô gái đó lần lượt rẽ vào từng con phố quen thuộc. Hân định thần một lúc thì nhận ra đây là con đường dẫn đến trường đại học ngày xưa của cô và Trí Thành. Thì ra cô gái này là đàn em của bọn cô. Trong lúc Trí Thành bệnh rịnh diễn trò chia tay để cô gái vào lớp học, còn anh thì đến đâu đó ngồi đợi. Hân không kiềm chế được ngó quanh và nhớ thương về chốn cũ, bèn thả hồn mình đi khắp nơi. Đây là quán nước trước cổng trường. Mỗi sáng Trí Thành qua đón cô đi học đều ghé vào ngồi cùng ăn với đám bạn thân của anh. Bà chủ quán nơi này rất quý cô, luôn tươi cười để mặc cô tự tiện lấy thêm những thức ăn mà cô ưa thích. Thỉnh thoảng lại trêu đùa cô và anh rằng sau này hai người đám cưới nhất định phải mời bà đến dự. Có ngờ đâu ngày vui đó sẽ không bao giờ xảy ra. Còn kia là góc sân nơi Hân quyết định sẽ yêu Trí Thành mãi mãi. Khi đó, anh vì muốn năn nỉ cô đừng giận dỗi nữa, đã đứng đó trong mưa để chờ cô. Lúc cô bắt gặp anh, cả người anh ướt đẫm, đôi mắt buồn rười rượi và mong manh như của một đứa trẻ vừa bị cả thế giới bỏ rơi. Cô phì cười vì biết anh đang giả vờ khơi gợi lòng thương hại của cô. Nhưng cùng lúc, bản năng yêu thương và che chở trong cô trỗi dậy khiến cô xúc động. Cô bước đến nắm tay anh thật chặt, mỉm cười với anh, ánh mắt như muốn nói, từ nay em sẽ không làm anh buồn nữa, sẽ nắm tay anh vượt qua mọi sóng gió, cùng nhau đi đến suốt cuộc đời. Và rất nhiều chuyện ngày xưa
Ngày xưa nữa, cứ thế ồ ạt kéo về khiến Hân không sao đủ sức chống trả. Lâu thật lâu định thần lại, đã thấy giọt nước mắt từ khóe mắt mình rơi xuống đất. Cô sững sờ, cô mà cũng có thể khóc sao? Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra, như thở cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình ra ngoài. Gió xuân thổi qua vài ngọn khiến người cô khẽ chao đảo, rồi sau đó trấn tĩnh lại, nhẹ nhõm hơn, sáng suốt hơn, can đảm hơn. Có lẽ đã đến lúc cô phải để cho quá khứ ngủ yên, để cho Trí Thành và cả bản thân cô nữa được làm lại từ đầu, những cuộc đời mới. 8 giờ tối, cô tìm thấy Trí Thành ở thư viện trường, ngay vị trí mà anh và cô ngày xưa thường hay ngồi đọc sách và học bài. Ngày xưa Trí Thành rất chăm học, nhưng giờ đây anh lại đang nằm dài xuống bàn, ngắm mắt lơ mơ ngủ. Có lẽ vì đã không còn là sinh viên, cộng thêm nhiều lo toan trong cuộc sống đã khiến anh mệt mỏi hơn. Cô chậm chậm bước đến gần anh, gần nữa, gần thêm nữa. Cô ngồi xuống cạnh bên anh, giữa trán của anh hằn lên một nếp sâu của nỗi đau mà trước đây chưa từng có. Cô nhẹ tay đưa lên chạm vào nó. Đột nhiên, mặc cho việc không biết anh ấy có thể nghe thấy mình nói hay không, cô lấy hết can đảm thì thầm bên tai anh. Trí Thành, em đã nhìn thấy anh và người con gái đó. Cô ấy rất đáng yêu. Ngay cả bản thân em cũng bị cô ấy thu hút đến nỗi phải ngắm nhìn mãi. Cuối cùng anh đã tìm được hạnh phúc mới cho mình. Phải nắm thật chặt và đừng buông tay. Em chúc hai người hạnh phúc. Hân kết thúc những dòng tâm sự của mình. Nhìn lại, thấy hai mắt Trí Thành khẽ động đậy. Nhưng cuối cùng, anh vẫn không mở mắt ra. Cô lại thở dài một cái, rồi chồm tới đặt nhẹ môi mình trên má anh, lưu luyến chia tay và đứng dậy. Cô nghĩ rằng cô đã hoàn thành tâm nguyện. Nhìn thấy anh tìm cho mình một người xứng đáng để yêu thương. Và cô cũng đã sẵn sàng rũ bỏ việc dùng những hoài niệm xưa cũ để trì hoãn mình ở lại mãi nơi này. Cô mỉm cười. Tạm biệt anh. Ai đó đánh rơi một quyển sách từ trên kệ xuống đất. Âm thanh khô khốc xé nát không gian tĩnh lặng khiến tất cả mọi người đều giật mình. Trí Thành cũng vậy. Anh đột ngột bị kéo ngược ra khỏi giấc ngủ vội. Ngóc đầu dậy, bần thần. Đầu óc anh lạnh buốt và trống rỗng. Tim anh đập mạnh, những ngón tay run rẩy. Anh khó nhọc nuốt nước bọt, chớp mắt vài cái để định thần. Anh vừa nằm mơ thấy Hân, thật sự là cô ấy. Cô ấy vẫn mặc chiếc đầm nhiều màu như cầu vồng, chiếc váy mà anh đã trêu cô ấy rằng khiến cô ấy trông như cá bảy màu, nhưng cô ấy vẫn cực kỳ yêu thích mặc nó. Vào trước đây, khi còn sống. Tim anh đau nhói, anh muốn khóc nhưng không thể nặn ra giọt nước mắt nào, nên cuối cùng chỉ đành nhắm mắt nuốt ngược nỗi đau vào trong. Anh nhớ Hân vô cùng. Khoảng thời gian cô vừa mới qua đời vì tai nạn xe. Thành tưởng đâu mình đã chết theo cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn sống. Nhờ gia đình, nhờ bạn bè, nhờ những kỷ niệm với cô quá đẹp đến nỗi anh tự hỏi rằng nếu anh chết đi rồi, ai sẽ lưu giữ lại nó đây? Và nhờ cả chính cô. Thỉnh thoảng cô vẫn về với anh trong giấc mơ, trong những đêm anh cô độc cùng cực. Cô vuốt tóc anh, tươi cười trấn an anh, trò chuyện cùng anh, động viên anh. Nhưng đột nhiên hơn một năm trở lại đây, Hân hoàn toàn không xuất hiện nữa. Có lẽ cô cho rằng anh đã đủ mạnh mẽ để vượt qua được nỗi đau mà không còn cần đến cô. Cho đến hôm nay, lâu lắm rồi, anh mới lại nhìn thấy cô trong mơ. Điện thoại của Thành đột ngột đổ chuông khiến anh giật bắn người. Giọng nói nhỏ nhẹ của Tiên, cô bạn gái mà anh mới quen gần đây, vang lên trong trẻo. Em học xong rồi. Ừ, anh đến đây. Sao giọng anh nghe khang khát? Anh vừa nằm mơ. Thấy gì vậy? Có phải mơ thấy em không? Là thấy Hân. Giọng nói đang líu lo chợt im bặt. Anh có thể nghe được cả âm thanh đập trật nhịp của trái tim Tiên. Bấy lâu nay, Tiên vẫn luôn áy náy rằng Hân ở bên dưới nấm mồ sẽ không muốn anh ở bên Tiên. Bây giờ, Tiên đã có thể nhẹ nhõm. Hân đã chúc anh và em hạnh phúc. Đầu dây bên kia lại im lặng, sau đó vang lên tiếng dạ nhỏ nhẹ. Anh đến đây với em đi. Anh tắt máy, thừ người vài phút, rồi cuối cùng thở ra, vươn vai thật căng và đứng dậy. Anh phải đến đón Tiên kẻo cô ấy chờ lâu. Giữa trời đêm gió lộng, bóng một chàng trai chệnh choạng bước ra khỏi thư viện. Đầu đó trên chiếc ghế đá dọc bên đường, một bài hát buồn từ điện thoại của ai đó vang lên da diết. Tưởng là mãi mãi, lại không thể là mãi mãi. Nhân duyên gặp được người như ý, nhưng lại phải rời xa.
chỉ mong được làm đôi bướm liền cành bên nhau, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giấc mộng. Từ trên bầu cửa sổ màu xanh của thư viện, một con bướm bảy màu vỗ cánh bay theo người con trai một đoạn thật lâu. Trên cánh bướm ương ướt một giọt sương, ngập ngừng như một lời tiễn biệt, rồi quay lưng lẻ loi bay về phía cuối trời.